Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình Airdrop Thunderboy Fantasy nha tất cả các bạn. Để tham gia giá hôm nay mình click phần link mô tả những video mình Materam bóng start chatbot nha các bạn. Mình sẽ nhận được 5 tập cần có kèo là THNB nha các bạn. 1 tập cần THNB khoảng 6 USDT và bạn muốn chọn Airdrop nè. Con này trả dành tán BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn kênh group kênh seller nè các bạn. Các bạn chọn nhóm chat nè mà. Rồi bạn mới đáp lại. Tiếp tục con chọn tiếp kênh seller nè. Twitter bạn follow bạn mới đáp lại mà. Kênh seller Twitter thì bạn follow và retweet cho Binbot, quan nhập vào Twitter nè. Càng này sẽ list lên sàn Bankake Swap và Binance nha các bạn. Rồi các bạn chỉ theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn test lại các bạn. Giờ bạn mới đáp lại nè. Tiếp tục thì các bạn follow Medium các bạn. Medium thì các bạn nhấp vào follow không được thì mình còn đẩy phần link Medium trên web của nó các bạn vào follow nha các bạn. Rồi các bạn click cho phần link mình vẫn follow Medium của nó nha các bạn. Rồi bấm nhận link facilitator nè các bạn. Rồi bấm don nha các bạn. Tiếp tục bạn gửi lên đường link profile Twitter của mình nha. Nè các bạn copy đường link Twitter mình nha các bạn. Các bạn mở Twitter mình ra vào trang cá nhân copy lên các bạn. Rồi bạn mở ra bạn khai báo cho bot nè. Các bạn làm ai gấp cũng nên làm như mình, như giống mình chứ mau á. Tiếp tục đường link Medium nè. Rồi bạn bắt ở đây nghe không? Tiếp tục bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain trên YouTube Collect nghe bạn. Thì bạn mở địa chỉ YouTube Collect nghe mình ra nè. Các bạn tìm địa chỉ ETH mình nè bạn. Mình sẽ chơi địa chỉ ETH này của nó cũng chung địa chỉ với BNB Smart Chain nghe bạn. Rồi bạn bắt vào cho bot nha bạn. Tiếp tục bấm vào kênh Telegram channel nữa nha bạn. Rồi bấm đáp lại. Rồi bấm don. Nói follow tweet bấm yes nha bạn. Tiếp tục bấm tiếp cập nhật tài khoản của mình nha. Ok, còn token nó sẽ phân phối sau nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.